Uống cái gì để có một cái hệ nội tiết tố tốt? Rất là nhiều chị khi mà bước sang cái độ tuổi 40 ấy, thì thường băn khoăn hỏi bác sĩ Nguyên là bây giờ chị đã bước sang độ tuổi 40 rồi, liệu là có uống cái gì để cho cái hệ nội tiết của chị nó tốt hơn hay không, hoặc là duy trì được cái nội tiết tố để cho cơ thể của mình nó luôn luôn gọi là rất là ngon. Thì bác sĩ Nguyên cũng sẽ giải thích cho mọi người như sau, đó là theo cái tiến trình của tự nhiên thì cơ thể của chúng ta nó sẽ lão hóa, cũng giống như cái hệ nội tiết của chúng ta cũng vậy. Trước cái năm 40 tuổi thì đa phần mọi người ai cũng sẽ có một cái hệ nội tiết rất là dồi dào, rất là ngon. Vì vậy mà đa phần sinh con thì mọi người ai cũng sẽ sinh con trước 35 tuổi, hay là trước 40 tuổi là tốt nhất. Nhưng mà sau 40 tuổi thì rõ ràng là cái nội tiết tố nó suy giảm, dẫn đến việc là mình sinh con nó sẽ không có tốt. Vì lúc này là cái chất lượng trứng của chúng ta nó bị suy giảm. Thì trong cơ thể của người phụ nữ mình á, có một cái hormone nó rất là quan trọng, đó là hormone estrogen. Thì cái hormone này nó làm cho da dẻ của mình đẹp này, tóc của mình đen mượt này, cơ thể của chúng ta mềm mại này, xương chắc khỏe này, và vùng âm đạo luôn luôn ẩm ướt để mà có thể thực hiện cái việc quan hệ. Tuy nhiên khi mà sang 40 thì cái buồng trứng của mình nó bị suy giảm, dẫn đến việc là cái hormone estrogen này nó cũng suy giảm. Và rất là nhiều người mong muốn là mình uống một cái gì đó, mình bổ sung một cái gì đó để làm cho cái cơ thể của mình nó được duy trì cái hệ nội tiết tốt hơn. Thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể hỗ trợ cái nội tiết tố. Thì tất nhiên là trước những năm 40 mọi người có nên bổ sung cái gì đó để cho cơ thể của mình nó tăng cường nội tiết tố hay không? Thì câu trả lời là vẫn là có. Tuy nhiên trước cái năm 40 tuổi thì đa phần cái nội tiết tố của mọi người đang rất là ngon. Vì vậy mà trước những cái năm 40, cái điều mọi người cần làm đó là duy trì và bảo vệ những cái trứng còn lại, cũng như là làm cho cái sức khỏe của chúng ta tăng cường, nó dẻo dai hơn và làm cho cái nội tiết tố của chúng ta nó lâu bền hơn. Thì trong cái trường hợp này các bạn không cần phải uống thuốc nội tiết tố hoặc là uống các cái viên uống nội tiết mà nó quá mạnh, nó bổ sung trực tiếp nội tiết, mà chúng ta chỉ cần bổ sung các cái chất chống oxy hóa để mà thứ nhất là duy trì sức khỏe, thứ hai là bảo vệ cơ thể cũng như là bảo vệ cái hệ nội tiết. Và những cái chất chống oxy hóa này là như thế nào thì mọi người có thể hiểu đơn giản như thế này: khi mà trong cái quá trình mà chúng ta sống này, chúng ta ăn uống này, chúng ta đi làm, thì cơ thể của chúng ta sẽ tiết ra các cái gốc tự do. Các cái gốc tự do này là do môi trường ô nhiễm nó tác động vào cơ thể. Do chúng ta ăn uống vào thì nó sẽ cần một cái quá trình để chuyển hóa thức ăn, thì nó cũng sẽ sinh ra các cái gốc tự do. Và các cái gốc tự do này nó làm cho cái buồng trứng của chúng ta suy giảm nhanh hơn, nó làm cho cơ thể của chúng ta bị suy giảm sức khỏe, làm cho chúng ta dễ bị stress, căng thẳng cũng như là bị lão hóa. Vậy thì chúng ta phải bổ sung những cái chất mà trung hòa các cái gốc tự do này, như là vitamin C, glutathione, tinh dầu hoa anh thảo, omega 3, L-cysteine và một số cái chất chống oxy hóa khác nữa, hoặc là các cái viên uống hỗ trợ nội tiết mà nó không có hướng nang tuyến, chẳng hạn như là tinh dầu hoa lưu ly hoặc là maca. Vậy khi mà chúng ta bổ sung các cái chất chống oxy hóa như thế này thì nó sẽ đẩy lùi các cái gốc tự do và bảo vệ cơ thể của chúng ta khỏe hơn. Vậy thì mình nên bổ sung chất nào trong số nhiều cái chất này? Thì thực ra là ngoài cái khả năng đó là chống lại cái gốc tự do, bảo vệ hệ nội tiết, thì mỗi cái thành phần nó còn có thêm một cái chức năng riêng biệt nữa để mà tùy người chúng ta lựa chọn cho phù hợp. Chẳng hạn nếu mà bạn nào mà da bị khô, da bị lão hóa, chúng ta thường xuyên có cái tình trạng là đau bụng kinh, thì có thể lựa chọn chẳng hạn như là vitamin E. Trong trường hợp nếu mà bạn nào đang muốn tăng cường cái sự tập trung, tăng cường trí nhớ, hoặc là có tình trạng viêm nhiễm, hoặc là những cái chị mà mình đã bước sang cái độ tuổi mà dễ bị các cái bệnh về tim mạch, thì nên lựa chọn là omega 3. Còn chị nào mà đang muốn bảo vệ hệ nội tiết mà còn thêm cái tình trạng là bị nám, sạm da, và mình muốn da mình đẹp hơn, sáng hơn, đều màu hơn, thì mình nên lựa chọn đó là viên glutathione, L-cysteine, vitamin C hoặc là leucotomos, thì nó sẽ phù hợp hơn cho mọi người. Bởi vì những cái chất này ngoài cái việc là bảo vệ chất chống oxy hóa thì nó còn làm cho da mình sáng hơn, đều màu hơn. Và đối với những cái viên uống này thì chúng ta có thể bổ sung từ 3 cho đến 6 tháng thì nó sẽ có cái kết quả nhất định. Và tất nhiên đây là những cái chất mà không phải là bổ sung nội tiết tố, nên mọi người mà đang bị vấn đề về nội tiết rồi thì chúng ta sử dụng nó sẽ không có hiệu quả. Vậy trong cái trường hợp mà mọi người đang gặp cái vấn đề là nội tiết tố của chúng ta đã suy giảm rất là nặng, chúng ta bước sang 40 tuổi rồi, chúng ta đang bị khô vùng âm đạo, đang bị bốc hỏa, thì chúng ta phải lựa chọn những cái sản phẩm mà nó bổ sung nội tiết tố, như là nội tiết tố đến từ thực vật, chẳng hạn như là mầm đậu nành,
sâm tố nữ hoặc là black cohort, và hai cái thành phần mà các bạn có thể rất là dễ tìm kiếm cũng như là rất là hiệu quả, đó là mầm đậu nành và sâm tố nữ. Đối với cái mầm đậu nành thì nó sẽ hiệu quả hơn trong cái việc là giảm cái khô cái vùng âm đạo, trong khi cái sâm tố nữ nó sẽ giảm cái triệu chứng bốc hỏa tốt hơn. Thì tùy vào từng trường hợp mà chúng ta sẽ lựa chọn một cái sản phẩm phù hợp với cái tình trạng vấn đề của mình đang gặp phải. Và nếu mà chị em nào còn bị nặng hơn nữa, chẳng hạn như là chúng ta bị bốc hỏa mà dẫn đến việc là nó ảnh hưởng đến cuộc sống, không có ngủ được, hoặc là khô rát âm đạo, chảy máu quá nhiều mà chúng ta đã sử dụng các cái viên uống mà nó không hỗ trợ được, thì có thể là mình phải đến với bác sĩ để chúng ta có những cái xét nghiệm về nội tiết tố, cũng như là mọi người có thể là sử dụng thuốc nội tiết tố. Tất nhiên là đối với cái thuốc á, thì nó sẽ nguy hiểm hơn, nó dễ gây ra cái tình trạng ung thư, nên bác sĩ cũng không khuyến cáo trong cái trường hợp mà nếu chúng ta không có cái triệu chứng nặng. Hy vọng là qua video này các chị có thể hiểu được là chúng ta nên bổ sung cái gì. Nhắc lại một lần nữa, nếu mà chúng ta trước 40 tuổi chưa có vấn đề về nội tiết tố, có thể bổ sung các cái sản phẩm chống oxy hóa, chẳng hạn như là vitamin E, vitamin C, glutathione, L-cysteine, tinh dầu hoa lưu ly hoặc là maca. Còn nếu đã bước sang 40 và có các triệu chứng về suy giảm nội tiết tố rõ thì chúng ta nên bổ sung mầm đậu nành và sâm tố nữ. Còn trong trường hợp mọi người đã bước sang độ tuổi 40 nhưng mà chưa có biểu hiện của suy giảm nội tiết tố thì đây là một cái dấu hiệu rất là đáng mừng, thì chúng ta cũng có thể chỉ cần bổ sung những cái chất chống oxy hóa hoặc là tinh dầu hoa lưu ly hoặc là maca, như vậy là đủ.